thì hiện nay là các bạn cũng cũng không được đi lâm sàng đúng không? Các bạn cũng không được bình một số bệnh án lâm sàng, thì bây giờ thì bộ môn cũng chủ trương là sẽ lấy một số cái bệnh án mẫu sẵn ra cho các anh chị để chị có thể tự làm. Thì bây giờ là tôi sẽ gửi cái mẫu bệnh án này cho hai nhóm trưởng ha, rồi sau đó là mời các anh chị đọc, các anh chị cùng đọc, cùng trình bày và sẽ cùng nhận xét với tôi ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ đọc trình chiếu luôn cái bệnh án luôn cho các anh chị xem. Rồi, các anh chị thấy rồi ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ là tôi trình bày thử. Bây giờ tôi lấy một cái bệnh án này ra của lớp IB K31 rồi ha. Đây là của các anh chị ở trên đấy. Rồi. Rồi, mình sẽ bắt đầu mình coi thử xem cái mẫu bệnh án thì nó có gì hay hay không. Rồi. Tôi bắt đầu tôi trình bày ha. Đây là một bệnh án của một bệnh nhân nữ 67 tuổi. Bệnh nhân này vào viện vì tái khám định kỳ thôi. Bây giờ viện các bạn ghi tái khám định kỳ là hoàn toàn chấp nhận được. Bệnh sử là bệnh nhân này đã từng có huyết áp tăng vào 16 ngày trước, có đau đầu oải và bệnh nhân đi tái khám thì triệu chứng này. Tình trạng hiện tại thì bệnh nhân đang có đau bụng vùng thượng vị, cảm giác chóng mặt ít. Tiền sử bệnh nhân này có tăng huyết áp khoảng 5 năm, huyết áp cao nhất là 150, huyết áp đến chịu là 120, có sử dụng amlodipine 5 mg viên mỗi ngày. Rối loạn mỡ máu thì bệnh nhân này có khoảng 3 năm đã từng bị và đang sử dụng atorvastatin. Và bệnh tim mình phải ghi rõ ra, các bạn thân mến, bệnh tim ghi sử dụng cái này. Trong bệnh án, mẫu bệnh án đi học gia đình thì nó ghi bệnh tim thôi, nhưng mà lúc mà bạn ghi, các bạn ghi rõ ràng ra đó là mình đang sử dụng cái gì ha. Rồi, sử dụng. Rồi, bệnh nhân này đang có bệnh gì và sử dụng cái gì. Bệnh nhân này chỉ ghi được mỗi cái sử dụng thôi, không biết được chẩn đoán là gì. Các bạn ghi dựa bệnh nhân này ghi là thiếu máu cục bộ cơ tim mãn tính, có sử dụng trimetazidine 20 mg viên nhân 2, là sử dụng nebivolol. Mình phải ghi rõ ràng ra có bệnh gì, sử dụng cái gì. Ở cái khác thì không thấy. Tiếp tục, bệnh nhân này có sử dụng omeprazole 20 mg mỗi ngày do viêm loét dạ dày. Nó đang sử dụng thuốc loạn lipid máu hạ huyết áp. Rồi, câu hỏi này cũng không hiểu đấy, chỗ này tại sao lại có cái vụ mà bệnh nhân đang sử dụng thuốc hạ thuốc rồi thuốc hạ huyết áp, trong khi trên này mình đã có rồi. Đây này, những cái nào mà mình đã ghi rồi thì mình sẽ không nên lặp lại nữa. Tương tự cho những cái này, rối loạn atorvastatin thì tức là biết thuốc loạn lipid máu rồi, ức chế tiết dạ dày cũng vậy. Như vậy đây là đang sử dụng thuốc khác. Cái mẫu bệnh án các bạn chú ý ha, các bạn không có ghi lại. Xóa cái này đi. Về sinh hoạt thì mình có bệnh nhân này đang ăn mặn chất béo, là ăn mặn chất béo ghi có, ghi chú là ăn nhạt từ khi biết bị bệnh cao huyết áp. Rồi, tập thể dục cũng có, vận động nhẹ thường xuyên, đi bộ khoảng 3 phút mỗi ngày, nghĩa là đi chợ. Rồi, tức là mình cố gắng ghi hỏi cụ thể trong bệnh án. Rồi, về chủng ngừa thì bệnh nhân này chưa chủng ngừa cái nào hết, viêm gan B/C uốn ván ca cổ tử cung cũng chưa có luôn. Về gia đình có tiền sử tăng huyết áp, vậy thì các bạn ghi thiếu ở chỗ này đấy ạ. Mình thiếu ở chỗ đó là mình phải ghi rõ ràng ra là ai đang bị, phát hiện từ năm bao nhiêu tuổi, đang sử dụng cái gì ạ. Ở đây mình chú ý là mình thiếu thông tin, mình phải ghi rõ ràng ra đó là ai đang bị nè, phát hiện năm nào, đang sử dụng hay là đang điều trị gì, hiện tại có đang kiểm soát tốt hay không. Thì tăng huyết áp thì bây giờ huyết áp hiện tại có khoảng bao nhiêu mình phải biết. Cái cây phải hệ đó. À, bệnh nhân này già tuổi nên ra chúng ta sẽ khai thác cái tiền sử ở người dưới. Ở dưới này thì thấy những bệnh lý này, thường thường những bệnh lý này cũng ít khi nào có tính chất gia đình di truyền, thì ra là cái phải hệ thì cũng được, đồng ý. Nên các bạn cố gắng khai thác đúng
Nhiều bạn không biết, không có phay khai thác cái phả hễ thì các bạn làm rất là sơ sài. Đây là cái mà mình khác với một cái bệnh án nội khoa ở chỗ là mình phải có một cái phả hễ rất là chi tiết thì nó mới thành một cái bệnh án của y học gia đình được. Về khám lâm sàng thì bệnh nhân này tương đối ổn, có BMI là hơi bị tăng trọng một chút, còn lại ổn rồi. Vùng bụng đây cũng chưa ổn lắm. Về các cơ quan khác thì chưa ghi nhận bất thường. Như vậy thì các bạn sẽ nhận thấy được là khám ngoại trú hay vậy lắm, các bạn ghi rất là nhiều nhưng mà thường các bạn cũng không có gì bất thường hết. Chẩn đoán sơ bộ là tăng huyết áp độ 1 theo GIN C7. Như vậy các bạn thấy cái công thức này nó chẩn đoán nó chưa đúng. Phía mắt của bộ cơ tim do tiền sử loạn lít máu và viêm dạ dày, cái này là cũng do tiền sử hết rồi. Các lâm sàng thực hiện là này, chỗ này thấy chưa có gì bất thường cả, có một cholesterol là mình bất thường, mình cần phải quan tâm. ECG thì có thiếu máu của cơ tim và siêu âm bụng thì thấy gan nhiễm mỡ độ 2 rồi. Cái cuối cùng là này, là tạm chấp nhận được, mình có thể chẩn đoán cả gan nhiễm mỡ cũng được. Rồi, thuốc điều trị là theo mi sạc tăng. Rồi. Tôi vẫn highlight chỗ này lại nhé. Nebivolol, Provedorel, Chimetazidine, Ezetimibe, Atorvastatin và Bantoprazole. Chế độ không dùng thuốc thì mình bệnh nhân này sẽ được hạn chế ăn nhiều muối mỡ, hạn chế chất kích thích cà phê, tăng cường rau xanh. Nói chung là những lời khuyên cũng khá là chung chung tổng quát. Đi bộ 30 phút mỗi ngày, tránh làm việc, tránh gắng sức, tránh lo âu căng thẳng. Rồi, hẹn tái khám sau 28 ngày. Rồi, sao? Bây giờ muốn sẽ hỏi các anh chị, bây giờ trong cái bệnh án này là mình đã lướt nhanh qua với nhau, có anh chị nào có thắc mắc hay là phát hiện ở những điểm nào chưa hợp lý ở cái bệnh án này thì xin mời các anh chị cho ý kiến đi ạ. Các anh chị mà thấy cái chỗ nào mà chưa rõ thì tôi sẽ chiếu lại cho anh chị cho ý kiến. Rồi, xin mời tất cả các nhóm ạ. Anh chị đã lướt qua nhanh rồi đó, bệnh án đó, mình nên tranh thủ đi ạ. Nên này tôi đang phải đi chống dịch nên cũng khá là phải tranh thủ thời gian đấy. Có ai có ý kiến gì về cái bệnh án này ạ? Không có nào thì bắt đầu tôi sẽ hỏi nhé. Rồi, đầu tiên từ lớp IC à, anh lớp trưởng ơi, anh lớp trưởng IC rồi ạ. Rồi, đầu tiên tôi hỏi lại ạ, tăng huyết áp mình phân độ hay phân giai đoạn là dựa vào huyết áp tối đa hay là huyết áp hiện tại ạ? Rồi, huyết áp tối đa của bệnh nhân này là 150 ạ. Như vậy thì mình dựa vào huyết áp tối đa 150 thì hiện tại bây giờ, nếu như mà hiện tại với 150 cái nào mà nó cao hơn đó, thì mình cứ lấy thôi. Thì bây giờ cao nhất vẫn là 150 đúng không ạ? Hiện tại thì huyết áp của bệnh nhân này đâu ạ? Huyết áp của bệnh nhân hiện tại đâu rồi? Đây. Nếu bệnh nhân này 130, huyết áp tối đa là 150 thì mình vẫn phân độ hoặc là giai đoạn. Độ 1 theo gen C7 là đúng hay sai ạ? Theo anh? Theo anh là độ 1 trên gen C7. Sao ạ? À? Độ 1 là như thế nào? Không đúng ạ. Sai chỗ nào ạ? Rồi, như vậy mình thống nhất một cái thôi ha. Một. Rồi, có ai comment rồi đấy ạ? Dạ vâng ạ, như vậy thì mình chú ý mình thống nhất một thôi là mình theo gen C6 hoặc là theo gen C7 nhé. Bây giờ gen C7 thì các anh chị đổi số dùng cái này thành chữ giai đoạn, không dùng chữ độ ạ. Còn nếu như mà các anh chị dùng cái chữ độ thì các anh chị phải sửa lại thành trong huyết áp độ 1 và theo thì theo gen C6 ạ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết ạ. Thì độ 1 thì nó thành giai đoạn 1 thôi ạ. Còn từ độ 2, độ 3 thì nó gom thành giai đoạn 2 của gen C6 hay là gen C7 thôi ạ.
Ví dụ mình nhắc tới gen C6 chẳng hạn, thì mình nhắc tới thường mình nhắc tới một cái gọi là cái nguy cơ nữa, nguy cơ A, B hay C nữa. Cái này là mình nhắc chung thì các bạn hay dùng gen C6 đó, thì các bạn phải phân được nguy cơ nào nữa. Thì các anh chị có thuộc nguy cơ không ạ? Xin hỏi anh lớp trưởng IC, anh có thuộc nguy cơ nào nhân này là nguy cơ gì ạ? Anh có nhớ không anh lớp trưởng ơi? Tiền sử không rồi đây ạ. Rồi, bệnh sử là thân đau thượng vị, từng có tăng huyết áp, đau đầu ẻo ải. Tiền sử thì đây ạ, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thiếu máu bổ cơ tim. Rồi. Có viêm loét dạ dày, thói quen thì đây, ăn mặn, tập thể dục nhẹ thường xuyên. Hết rồi đấy ạ. Gia đình thì có người tăng huyết áp không rõ như thế nào. Rồi. Hết rồi, đây là cái phả hệ. Tăng huyết áp là ông mặt trời, không thấy ai có ông mặt trời hết. Dù khi tiền sử là có tăng huyết áp nhưng mà không biết ai là người cũng 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 có ông mặt trời tăng huyết áp đi kèm. Rồi, theo anh thì bệnh nhân này sẽ là nguy cơ gì ạ? Mình có thuộc nguy cơ nào không ạ? Thôi để mình nói nhanh lại cho mình luôn đi ạ. Rồi anh cùng làm với tôi nhé. Ở đây là gen C6 đây ạ. Gen C6 là năm 1997, nó được ra đời năm 1997. Mình coi lại một chút về cái nguy cơ của gen C đi ạ. Tại các anh chị cũng quên mất gen C nó ghi như nào rồi. Rồi, mình sẽ kéo thật nhanh qua cái gen C kia. Gen C chỗ nào nữa đây? Chỗ nào đó? À đây 107 thôi. Rồi đây ạ, mình sẽ coi lại cái gen C ạ. Risk stratification là phân tầng nguy cơ đấy ạ. Rồi bây giờ trước khi mình học về phân tầng nguy cơ A hay là nguy cơ B, nguy cơ C ấy, thì mình sẽ hỏi là những cái biến chứng mà tăng huyết áp ạ. Các anh chị sẽ học được cái biến chứng mà học cái một cái gọi là cái yếu tố nguy cơ ạ. Rồi xin mời các anh chị học với tôi xíu. Rồi, anh hãy trả lời cho tôi những cái yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp ạ. Đấy được thì đây mình sẽ có những cái triệu chứng nguy cơ chính này thôi ạ. Rồi mà anh nhắc giùm tôi ạ, yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp là gì ạ? Đây anh dịch giùm tôi ha, smoking là gì anh? Rồi yếu tố nguy cơ đầu tiên của tăng huyết áp đó là hút thuốc lá. Thứ hai, dyslipidemia là máu đấy ạ, dys là rối loạn, lipid làm lipid đấy ạ. Rồi, dyslipidemia là cái gì ạ? Dis là rối loạn này, lipid là lipid này, emia là máu này. Mình dịch cái câu này nó dễ lắm. Dyslipidemia là gì ạ? Ủa trời, nó dễ mà, hay là mất mạng mất rồi? Alo, anh ơi. Hiển nhiên là trời, tôi dịch từng từ một cho anh rồi mà, thì anh có thể ghép vô thôi mà cũng ghép chậm đấy. Rồi sao tiếp tục vào cái phần tiếp theo, diabetes cái này nó dễ quá rồi. Diabetes mình lấy thật, cái này là gì ạ? Alo, diabetes. Mic anh có vấn đề không ạ? Rồi. Rồi. Mình không biết thì mình cứ nói không biết thôi, có gì đâu, trời ơi, dễ mà. Đúng rồi, nó là đái tháo đường đấy ạ. Vâng ạ, đái tháo đường hai, thường hay gặp nhất, đái tháo đường là đúng ạ. Tiếp tục ạ, age, older than 60 years, tức là tuổi này phải bao nhiêu tuổi trở lên đấy ạ? Tuổi già trên 60 chứ không phải là 55 gì đâu ạ, bằng 60 tuổi, yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp đấy ạ.
sex này gồm có một men là giới tính nè, cứ men là đàn ông và menopause là mãn kinh á, post là sau đấy ạ, postmenopausal mình dịch là phụ nữ sau gì đấy ạ, đúng rồi ạ, nam hoặc là phụ nữ sau mãn kinh rồi, là một yếu tố nguy cơ ạ, tại vì phụ nữ thì có estrogen bảo vệ rồi ạ, khi mà bệnh nhân tới thời kỳ mãn kinh là estrogen đi thì không còn ai bảo vệ được cho người phụ nữ nữa, tức là nguy cơ tim mạch sẽ ập vào người phụ nữ đấy ạ. Sao tiếp tục, mình có một cái gọi là family history of cardiovascular disease, tức là tiền sử đã có người từng bị bệnh mạch vành đấy ạ, và độ mạch vành này phải gọi là bệnh mạch vành sớm, gọi là woman under người chơi, tức là phải dưới 65 đấy ạ, và nam thì phải under 55. Vậy thì mình sẽ dịch cái câu này là tiền sử có người ra trong gia đình có người mắc bệnh mạch vành sớm, nữ dưới 65, nam dưới 55. Mình sẽ ghi câu như vậy ha, tiền sử gia đình là mắc bệnh tim mạch sớm, bao gồm đó là nữ là dưới 65, nữ dưới 65 và nam là dưới 55. Xong rồi, như vậy mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp chính đấy, theo GNC. Rồi. Rồi học, mình học cái thứ hai đó là mình học, đó là một cái gọi là biến chứng, mình học là nhóm biến chứng. Rồi, bây giờ mình học mà học các biến chứng của tăng huyết áp. Rồi, mình trả lời giúp tôi đi ạ. À, thôi nào, giờ mình hỏi tới lớp học tập đi ạ. Chị lớp học tập lớp IC ơi. Rồi, xin mời chị trả lời chúng tôi các biến chứng của tăng huyết áp ạ, các cơ quan. Năm cơ quan. Tim. Chính là động mạch ngoại biên luôn đó. Đó. Bắt đầu mình đi thử dùng thôi ạ. Tim cụ thể là cái nào ha? Cái này quan trọng là tim. Hai chấm. Cái nào thì được gọi là tim. Rồi đúng rồi ạ. Tim nữa. Thì đã thức trái là hay gặp nhất đấy ạ. Nghe nè, left ventricular hypertrophy, người ta gọi là phì đại thất trái đấy ạ. Rồi, tiếp tục ạ, angina. À, nhưng mà phải là prior đấy ạ. Prior là gì đấy nhóm cơ tim trước đó ạ. Rồi, tức là đang có đau thắt ngực, tiền sử có đau thắt ngực hoặc là bị nhồi máu cơ tim trước đó ạ. Angina là đau thắt ngực đấy ạ. Rồi, hồi đó mình cứ học cái tiếng Anh chuyên ngành đúng không? Tiếng Anh chuyên ngành thì chứ nó ứng dụng lắm đấy ạ. Rồi, cái hai mình nói lại là bệnh nhân này có đau thắt ngực nè, có tiền sử đau thắt ngực hoặc là có nhồi máu cơ tim trước đó. Ở thứ ba mình có cái từ prior coronary revascularization, tức là bệnh nhân này có tái, đây là tái này nè, rồi tái này nên là tái thông mạch vành đây nè, tái thông mạch vành, prior là trước đó. Rồi, bệnh nhân này có tái thông mạch vành trước đó. Mình hiểu thế này là như thế nào ạ? Tức là tái thông mạch vành có phải là lúc nào cũng dành cho nhồi máu cơ tim không ạ? Theo chị cứ phải là nhồi máu cơ tim mới tái thông mạch vành đúng không ạ? Chị có hiểu tái thông mạch vành không? Tái thông mạch vành đâu phải là lúc nào cũng chỉ sử dụng cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim, còn tình huống khác đấy chị. Chị nghĩ tái thông mạch vành trong tình huống nào? Tức là cái này. À, tức là đây này, tức là nhồi máu cơ tim chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Như vậy thì cái chỉ định này này nó có nằm trong cái tập hợp con của nhồi máu cơ tim trước đó không? À đúng rồi, mình nhớ dùm ha. Nhồi máu cơ tim trước đó thì chưa chắc là đã được tái thông mạch vành ạ. Nhồi máu cơ tim trước đó người ta có thể sử dụng tiêu sợi huyết. Rồi, và thứ hai nữa là tái thông mạch vành không nhất thiết là phải nằm trong bệnh cảnh nhồi máu cơ tim ạ. Đôi khi nó chỉ là một tình trạng thiếu máu của cơ tim nặng, hoặc là những tình huống thiếu máu của cơ tim mà trên một số bệnh nhân có cái nghề nghiệp đặc biệt, hoặc là thiếu máu của cơ tim mà bệnh nhân đau thắt ngực rất là dữ dội, thì mình sẽ có những cái tình huống đó đó.
thì mình sẽ phải tái thông mạch vành luôn, đó là cái chỉ định tái thông mạch vành hồi đó lúc mình học về tim mạch ấy. Đó nên thành ra là hai cái chỉ định này nó khác nhau. Cuối cùng là heart failure là mình chỉ là suy tim rồi xong. Như vậy là biến chứng ở tim không nhất thiết là chỉ có nhồi máu cơ tim với suy tim thôi ha. Mình nhớ dùng nó còn có cả tái thông mạch vành, có đau thắt ngực, có phì đại thất trái. Đặc biệt là phì đại thất trái là một biến chứng ấy, rất là quan trọng mà mình bỏ sót ấy. Mình đọc trên ECG, mình đọc trên siêu âm, mình thấy có tăng huyết áp, tiền sử tăng áp, nhưng mà có cái phì đại thất trái trên siêu âm là cho ECG là mình biết là này là biến chứng rồi nha các bạn. Rồi ở não thì mình có từ stroke này, nghĩa là gì đấy ạ? Đúng rồi ạ, stroke là đột quỵ ạ. Cái thứ hai là mình có cái từ transient ischemic attack là AIA, đúng rồi ạ. Cái AIA là sao mình chẩn đoán được làm sao mình chẩn đoán được tê ra sao mình chẩn đoán được tê ra tiến tim ạ đâu tê ra à. Rồi, chắc là không lấy được rồi ạ. Rồi đây tách. Không đúng rồi. Alo, chị nghe tôi nói chuyện. Rồi tôi sẽ nhắc lại luôn ha, để chẩn đoán được cái này TIA thì lâm sàng nó phải có một cái hội chứng đột quỵ trước ạ. Và bệnh nhân này sẽ phải được phục hồi trong vòng ít nhất là 1 giờ. Và mình nhớ thêm đó là tiêu chuẩn gợi ý rồi, để chẩn đoán chắc chắn thì mình phải có một cái hình ảnh bao gồm có MRI hoặc là CT độ của phân giải cao không thấy tổn thương thì mình mới có kết luận chẩn đoán là TIA. Rồi, ở mắt thì mình sẽ có một cái gọi là bệnh mắt. Cái từ của nó là retinopathy, mình có thể dịch là cái chữ võng mạc cũng được. Rồi ở thận thì mình chỉ có một cái nephropathy, mình có dịch là những chứng thận. Còn là mạch máu ngoại biên thì mình nhớ nó chỉ cần là biến chứng là động mạch ngoại biên là được rồi, nó bao gồm hay gặp nhất là hẹp và xơ vữa. Tại sao mình phải học? Tại vì nó dễ học, dễ thuộc. Nó cũng ứng dụng tốt và nó ứng dụng lâu năm mà nó vẫn khẳng định được cái chuyện của nó đúng. Là mình nhớ dùng ha. Bây giờ mình chia ra mức mức là A, B và C, nguy cơ A, B và C. Mình nhìn dùng nguy cơ C là khi mà có TOD hoặc CCD. TOD là CCD là cái này đấy ạ. TOD, CCD. Tức là có biến chứng lên cơ quan đích hoặc là có bệnh tim mạch biểu hiện lâm sàng. Bệnh tim mạch biểu hiện lâm sàng đó là cụ thể hồi nãy mình học nó là ấn trái nơ, nó là đau thắt ngực đấy ạ. Vậy thì TOD là biến chứng thì mình đã học qua rồi, rồi như vậy mình nhớ dùng ha. Đầu tiên mình học là nguy cơ C khi mà có biến chứng. Rồi, biến chứng là mình đã kể luôn cả cả cái biểu hiện cả cái biểu đau thắt ngực của nó rồi đấy. Rồi có thể có đái tháo được rồi, bất kể là và có thể có thêm đái tháo được, có cũng được không có cũng được, chỉ cần có đái tháo được thôi là có nguy cơ C rồi, và không có yếu tố nguy cơ khác có không có cũng được. Như bạn nhớ rồi, có biến chứng hoặc là có đái tháo đường. Rồi, B thì sao? Rồi, nguy cơ B là chỉ cần có một yếu tố nguy cơ thôi, nhưng mà đừng có đái tháo đường trong này, không biến chứng. Rồi. Như vậy là mình nhớ dùng nguy cơ B là chỉ cần có một yếu tố nguy cơ, rồi, không bao gồm đái tháo đường. Ủa đây mình trong này mình có nhắc cái đái tháo đường không? À đây mình có đái tháo đường, mình giờ mình bỏ đái tháo đường ra. Okay. Mình nhớ được nguy cơ B là chỉ cần có một yếu tố nguy cơ. Rồi. Rồi, này không phải đái tháo đường. Rồi, nguy cơ A là gì ạ? Nguy cơ A là không biến chứng, không đái tháo đường.
Mình ôn lại bài chứ. Rồi. Bây giờ mình nhìn lại bệnh nhân của mình lại ha. Giờ mình nhìn lại bệnh nhân của mình lướt lại thật nhanh lại. Rồi, bây giờ mình nhìn các biến chứng của bệnh nhân này. Có rất là dấu hiệu của bệnh nhân này là có tình trạng thiếu máu của bộ cơ tim này. Bây giờ bệnh nhân này có tiền sử, có mỗi cái tiền sử thiếu máu bộ cơ tim là mình phải quan tâm trước. Đó. Đau đầu ẻo ải rồi đa thúc. Đấy, bệnh nhân này không có cái triệu chứng của ấy luôn, không có triệu chứng. Nếu như trong nếu như mình khai thác đúng, bệnh nhân này không có cái triệu chứng đau thắt ngực trước đó luôn. Rồi, không có tái thông mạch vành, không có suy tim, không có vẻ thất trái. Thì bây giờ mình thấy trên tim này có biến chứng chưa? Đang hỏi chị ấy, chị ơi. Alo, theo theo chị thì bệnh bệnh nhân này đã có biến chứng tim mạch chưa? Theo chị, bệnh nhân này đã có biến chứng trên tim chưa? Nhắc lại lần nữa là thiếu máu cơ tim, nhưng mà nó phải có biểu hiện như là nào đó, phải biểu hiện nó có đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim trước đó, mình tắc mạch vành trước đó, mình suy tim này, dạ thất trái, tôi ghi rất là rõ ràng như vậy rồi. Thiếu máu cơ tim nhưng mà bệnh nhân này cơ bộ không có đau thắt ngực thì chẳng hạn, thì cũng không được đánh giá là bệnh nhân này nó có biến chứng. Mình khai thác lại xem là bệnh nhân này có từng có đau thắt ngực như vậy chưa. Đúng rồi, và trong này tôi không thấy ghi nhận, trong này thì không thấy ghi nhận, nên là mình sẽ không ha, mình sẽ không để triệu chứng đó vô. Tại vì các chị nhớ dùng ha, một cái mạch một cái động mạch vành rồi đó là như thế này. Thì nếu như mà có một tình trạng hẹp hay là xơ vữa, các chị nhớ dùng là nó phải hẹp 50% trở lên thì nó mới có biểu hiện trên lâm sàng nhé. Cái đường ống kính của nó phải hẹp trên 50%. Đó, nên ra là nếu như mà dưới 50% thì sao? Dưới 50% thì nó vẫn là một tình trạng hẹp, nên nó vẫn phải gây ra thiếu máu của cơ tim, nó gây chưa gây ra cái biểu hiện trên lâm sàng. Đôi khi nó chỉ gây biểu hiện trên điện tim thôi. Thì bệnh nhân này vẫn là chỉ nói thiếu máu của cơ tim đấy. Chị hiểu không chị ơi? Rồi, vậy ha. Nên ra là mình không phải cứ thiếu máu của cơ tim là một biến chứng. Đấy. Rồi, tất cả các cái biến chứng khác là đột quỵ, gây ra võng mạc, mình bao gồm thì có biểu hiện nhìn mờ thận, thì cũng phải có một cái biểu hiện nào đó như là tiểu ít suy thận, mình cũng chưa thấy, hoặc là tiểu máu cũng chưa thấy. Rồi, động mạch ngoại biên thì mình cũng chưa thấy cái triệu chứng nào gợi ý, ví dụ như là đau ở cái hồ, chưa thấy. Rồi, bệnh nhân này chưa có biến chứng. Rồi, về yếu tố nguy cơ, bệnh nhân này không có đái tháo đường, hút thuốc không thấy, nhưng mà có rọi lipid máu, cái này mình thấy. Rồi. Bạn đợi tôi một chút. Kế hoạch lấy mẫu PCR đây. Rồi. Có rồi, xong. Để chuyển này cho Quân đi. Con ơi Quân. Có rồi. Ok rồi, chị được rồi. Dạ, nghe anh. Cũng cảm các bạn nữa, đang đi chống dịch. Rồi, mình quay lại bài xíu. Rồi, bệnh nhân này già chưa, trên 60 tuổi chưa? Rồi mình quay lại tuổi của bệnh nhân này ha. Bệnh nhân này là 67 tuổi. Bệnh nhân này có một cái yếu tố thứ hai là trên 60 tuổi. Cái chắc là bệnh nhân này là một phụ nữ sau mãn kinh. Rồi. Tiền sử gia đình mình không thấy ghi nhận gì bất thường rõ ràng, nên là mình thấy bệnh nhân này có ba yếu tố nguy cơ. Tăng huyết áp và trong đó là không có liên quan đến đái tháo đường. Như vậy thì kết luận của bệnh nhân này sẽ là tăng, nếu như mình dùng cái chẩn đoán là tăng huyết áp độ 1 trên G6 thì các anh chị phải nhớ dùng nó là nó phải là nguy cơ gì ạ? Chị ơi, rồi đang đang hỏi chị ấy, chị ơi. Nó là nguy cơ B ha. Rồi. Sao? Giờ mình đã giải quyết xong cái này rồi. Tiếp tục mình có một cái chuyện nhận ra là thiếu máu bộ cơ tim. Rồi. Đó là chẩn đoán từ trên thì ở trên rồi đi có chẩn đoán thêm rồi. Mình sẽ hỏi cho lớp ID đi ạ. Xin mời anh lớp trưởng ID. Một anh chị nào bên ID biết cũng được, xin mời anh chị ID phát biểu. Không ai hết, xin mời lớp trưởng.
Alo, em nói cho nghe xem. Rồi xin mời anh nói cho tôi biết mục tiêu lipid máu bệnh nhân là bao nhiêu. Một mục tiêu huyết áp mà thầy. Mục tiêu lipid máu. Lipid máu là dưới 200 năm thầy. Không đúng ạ. Đó, xin hỏi anh chị khác có ý kiến nào bao nhiêu? Không có hả? Rồi. Rồi. Các anh chị nhớ dùng học khi mà học rối loạn lipid máu, các anh chị nhớ là một cái tổ chức là ESC rồi. SC018 là nó ra một cái khuyến cáo về điều trị rối loạn lipid máu rồi, nên mình theo cái này được. ESC này nó rất khác với một, nó rất là khác với SC013 rồi, nó đã cập nhật lại rất là nhiều. Thì trong đó các anh chị nhớ dùng có một cái gọi là nguy cơ rất cao. Thì nguy cơ rất cao khi có bệnh tim, khi có bệnh nhân nào có cái hội chứng mạch vành á, mọi người cũng cần có bộ cơ tim trong đó. Thì khi mà có cái này thì mục tiêu của lipid máu nó sẽ là 1.4. Mình phải nhìn lại xem coi là bây giờ như đang là 1.4, mình không biết là trước đó bệnh nhân là đây là mục tiêu là bệnh nhân là bao nhiêu. Bệnh nhân này đang sử dụng cái thuốc của mình đó là atorvastatin thôi ạ, chỉ xài mỗi này thôi. Thì đứng trước bệnh nhân mà atorvastatin mà giả bộ như là nó cũng chưa đạt được 1.4, và ngày trước nó còn phải thêm nữa, mà chữ và nữa, phải giảm được 50% so với ban đầu, giảm 50%. Ngày trước ở SC 2013 thì nó yêu cầu là dưới 1.8, hoặc mình cho cái chữ này là chữ hoặc, giảm trên 50% số ban đầu. Tuy nhiên từ năm SC018 trở đi thì nó yêu cầu tới 1.4 và nó thêm cái chữ và, nhưng mà chữ hoặc đó, thì và phải giảm trên 50% số ban đầu. Thế mình phải lục lại tiền sử gặp gia đình, mình phải kiểm tra xem có trước đó bệnh nhân này tới mình, mà mình phải nắm được rõ cái tiền sử lipid máu 3 tháng trước của bệnh nhân là bao nhiêu. Mình xét nghiệm mỗi 3 tháng thì mình thấy nếu như mà nó chưa đạt được mục tiêu này. Hiện tại giờ thấy cái này là chưa đạt này, nên là chắc chắn là chưa đạt tổng rồi. Thế thì mình phải cân nhắc atorvastatin liều 10 là chưa đủ, thế thì mình phải kết hợp thêm với thuốc ezetimibe. Và đây ạ, ezetimibe 10 mg, và mình có thể nâng liều atorv lên hoàn toàn được. Đấy, mình theo dõi tiếp tác dụng phụ của thuốc. Đây là một cái sự chế rất là đúng, ezetimibe kết hợp với atorvastatin. Các anh chị nhớ dùng cái đó ha. Mình phải có mục tiêu lipid máu và mời các anh chị đọc lại SC018. Rồi, sau khi mục tiêu là ổn thì mình mới quan tâm đến mục tiêu thứ yếu khác thôi, nó là mục tiêu nên đây là mục tiêu triglyceride, nhưng mà các anh chị đọc thêm sau. Hiện tại giờ y học gia đình mình phải quan tâm trước vào cái này trước đi, này là yếu tố nguy cơ chính của bệnh nhân. Rồi, anh chị nhớ dùng mức 1.4 nếu như nguy cơ rất cao. Là theo SC018 thì mục tiêu mình là dưới 1.4. Rồi. Tiếp tục nữa mình cũng phải quan tâm, đó là bệnh nhân thiếu máu bộ cơ tim thì bệnh nhân điều trị như vậy là cũng đúng chưa. Mình kết hợp một cái ức chế beta, kết hợp với một cái theo minh sạc tăng và điều trị tăng huyết áp với người trị thiếu máu bộ cơ tim, mình kết hợp với một cái valproate và trimetazidine. Rồi. Cái dạ dày thì mình thấy bệnh nhân này cũng hiện tại nhé, hiện tại bên giờ bệnh nhân là vẫn còn đau bụng thượng vị, cảm giác chóng mặt, thế là mình quyết định là mình bỏ ome đi, tại vì ome nó hay bị tác dụng phụ của cái nhóm thuốc, đó là nhóm thuốc clopidogrel. Mình quyết định là mình chuyển sang băng tô. Rồi. Thì cũng là một cái xử lý cũng tương đối hợp lý. Rồi. Nhưng mà cái chỗ này trimetazidine thì mình thấy chưa hợp lý lắm. Rồi. Tại sao ạ? Lý do đó là mình sẽ ôn lại một cái xíu về cái thiếu máu của cơ tim đi ạ. Đây ạ, bệnh này vàng mạng, thiếu máu bộ cơ tim đấy ạ. Các anh chị, mình sẽ bỏ qua cái phần chẩn đoán thôi, các anh chị cũng đã nắm được rồi. Mình sẽ đi thẳng vào cái phần điều trị. Và các anh chị nhớ dùng nguyên tắc điều trị. Nguyên tắc điều trị của bệnh nhân thiếu máu bộ cơ tim, mình cho nó chỉ có hai nguyên tắc thôi ạ. Nguyên tắc đầu tiên đó là mình sẽ phải làm sao để giảm đau được thắt, giảm đau thắt ngực của bệnh nhân. Đó là nguyên tắc đầu tiên. Nguyên tắc thứ hai là mình sẽ phải dự phòng được biến cố tim mạch. Đó. Hai nguyên tắc này đầu tiên nguyên tắc quan trọng nhất mà các anh chị nhớ dùng. Bây giờ làm sao để giảm đau thắt ngực được thì các bạn nhớ dùng nha. Nếu dụ như không có chống chỉ định ức chế beta thì chắc chắn ức chế beta là lựa chọn hàng đầu. Rồi sau đó là mới tới chặn kênh canxi, mình hoàn toàn có thể được phối hợp giữa một cái chặn beta với một cái chặn kênh canxi. Nhưng mà nhớ là chặn kênh canxi này là kẹt trên kênh canxi mà nó chỉ được sử dụng nó là amlodipine, nivedipine thôi.
verapamil và diazem mà không được kết hợp với chất beta. Cái này chắc mình nhớ ha. Rồi, cái ngay sau đó để giảm đau thắt ngực, người ta ưu tiên đó là sử dụng nitrat. Thế thì sau khi mà nitrat không tác dụng được, mình sẽ theo dõi bệnh nhân có đáp ứng đầy đủ không. Nếu như bệnh nhân này không có chống chỉ định, nếu như bệnh nhân này mà đáp ứng không đầy đủ đó, thì mình mới dùng tới những cái thuốc, nhóm thuốc đó là nhóm thuốc trimetazidine hoặc là ivabradine để kiểm soát nhịp cho bệnh nhân. Thành ra là mình sẽ yêu cầu các bạn là nên sử dụng imidu trước, nitrat trước, trước khi sử dụng trimetazidine. Là cái điều mà mình muốn nhấn mạnh cho bệnh nhân này. Đấy. Thành ra là mình chú ý xem là tại sao mình lại không sử dụng imidu. Ví dụ như Emidu 60 mg cho một viên uống cho bệnh nhân một ngày. Dụng này trước viện thì mình thấy đáp ứng bệnh nhân là vẫn không ổn, mình mới dùng tới cái này. Mà các bạn chú ý dùm ha, mình thấy bệnh nhân này cũng chưa có biểu hiện nhiều của bệnh đau thắt ngực nữa, để giảm triệu chứng nữa. Thế nên là mình nên sử dụng imidu trước điện. À, còn dự phòng biến cố tim mạch thì mình mới liên quan tới giáo dục người bệnh. À, mình sẽ cố gắng thay đổi lối sống, mình kiểm soát huyết áp, lipid nào hay có đường, mình sử dụng đầu tay là aspirin, rồi sau đó thay thế với bằng Novinorels. Mình sử dụng statin, ức chế men chuyển, rồi hoàn toàn phù hợp. Ở cái chỗ là cái chỗ này mình nên đầu tay là aspirin trước. Bây giờ thì hiện tại là một số nghiên cứu thấy là aspirin và Novinorel vẫn tương đương nhau, nên là các bạn chuyển sang Novinorel thì vẫn hợp lý. Tuy nhiên là đầu tay vẫn là aspirin hoàn toàn tốt đó. Không phải lúc nào cũng có Novinorel tốt hơn được, đầu tay cũng là aspirin đấy. Ức chế beta sải này liều thấp để đáp ứng cho bệnh nhân và hoàn toàn chấp nhận được. Tốt. Theo mình sạc tăng là nhóm thuốc khá là tốt hiện nay, mình hoàn toàn có thể xài được. Đó. Hoàn toàn phù hợp. Và chuyển sang Banto tôi cũng đồng ý luôn. Đó. Nhưng mà mình chú ý hai chỗ này, IP mình nên đưa trước và aspirin mình nên đưa trước. Đó. Mình cân nhắc xem bệnh nhân này có tiền sử dạ dày nhiều dữ dội lắm không. Rồi xong, chỗ đó thôi. Còn bây giờ phần điều trị không dùng thuốc thì vẫn phải nhắc lại đó là các anh chị nên đi theo một cái, tôi cũng khuyên cao một anh chị đang làm cái file cái này ấy, chỗ này các bệnh nhân điều trị không dùng thuốc như thế nào, rồi cho bệnh nhân tăng huyết áp như thế nào, rồi nó sẽ ghi rõ ràng. Các chị ráng đọc cái file này giúp tôi. Rồi. Đó, như vậy là cái này nó cũng tương đối, anh chị làm tôi sẽ rút nhanh hơn thôi. Cái này là phần quan trọng của em, rất là tất khác. Đây là mình xong cái bệnh án khá là điển hình của mấy học gia đình rồi, cũng ổn. Điều quan trọng là để làm được bệnh án tốt thì các anh chị nhớ đọc thêm dùm bệnh nhân này cần phải giảm cân nữa nha các anh chị ha. Các anh chị nhớ dùm đó là bệnh nhân này phải cố gắng làm một cái kê tỏa hệ cho nó thật là đúng, tốt nhất mình phải đánh được cả áp ga luôn thì càng tốt. Cái này sẽ là một cái đánh giá điểm cao cho bệnh án y học gia đình, các anh chị nhớ học thật kỹ. Xong bây giờ thì tôi sẽ dành thời gian còn lại để tôi sẽ chia sẻ với anh chị những ca tình huống nó cũng ít gặp chứ không phải lúc nào nó cũng gặp. Để sau thì... đây các anh chị nhớ dùng tăng huyết áp thì cái vị trí đau nó thường là đau ở sau sau gáy ha. Rồi nếu như mà bệnh nhân này mà đau ở vùng đầu từ trên giọng xuống mà đau nhất ở vùng này, nó cứ giật 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 như đấy. Đấy, mình hiểu nó là đau đầu căng cơ, tức là mình sẽ hay gặp rất là trong tình huống các anh chị học bài á, nhức đầu thì mình sẽ có cảm giác giống như vậy, nó giật 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 hay ngay cái vùng trán của mình đó. Đau đầu một bên này là đau đầu migraine, đau đầu sâu trong hốc mắt là đau đầu cụm, mình biết rồi. Anh chị nhớ dùng tăng huyết áp vẫn hay hay đau ở đây nhé. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho một cái chị một cái tình huống như thế này này tôi gặp thôi, nó cũng phổ biến lắm. Đây khoảng 1 năm hơn là tôi vào phòng khám. Ok,
các chị đã tôi chút. Tôi mất mạng. Alo. Alo, các anh chị nghe tôi nói chưa? Dạ nghe đây ơi. Tôi bị mất mạng đấy. Tôi phải mở 3G lên. Bây giờ tôi nhắc lại tình huống bây giờ ha. Tôi nói nhanh quá. Tôi gặp một tình huống thế này. Một bạn điều dưỡng năm 1, bạn ấy mới tập đo huyết áp. Và bạn đo huyết áp của bạn là 160-90. Bạn lúc đó bạn mới 18 tuổi rồi. Sau đó thì đến phòng khám thì đo lại huyết áp là 180-90. Bệnh nhân này huyết áp rất là cao đúng không ạ? Huyết áp của người trẻ thì thường thường không phải huyết áp vô căng đâu ạ. Bây giờ tôi muốn hỏi là bệnh nhân này sẽ là huyết áp độ mấy ạ? Mình sẽ hỏi đại ha, mình sẽ hỏi lớp phẫu thuật tập của lớp ID. Dạ thầy cái ép độ 3. Không đúng, câu trả lời không đúng. Ép 160 hay 180 thầy? Thế đây này, huyết áp bạn tự đo này, huyết áp của tôi đo được này. Không thấy cái file của thầy ơi. Ồ vậy hả? Ồ quên. Tôi xin lỗi. Đây.
Rồi, mình trả lời được rồi. Nào mình trả lời lại, điện huyết áp bệnh nhân này sẽ áp độ mấy ạ? Ờ, đúng rồi ạ. Em Ken chỉ nhớ dùng ha, huyết áp theo gen C6 hay gen C7, tất cả đều là huyết áp vô căn ạ, thì mình mới phân độ ha. Còn huyết áp có căn thì mình nhớ mình không phân độ, mình tìm nguyên nhân, mình xử trí nguyên nhân là đúng nhất ạ. Vậy thì bệnh nhân ở người trẻ thì mình sẽ có rất nhiều nguyên nhân, anh chị kể chúng tôi một vài nguyên nhân đúng không ạ? Xin mời anh lớp phẫu thuật ID, anh kể tôi một vài nguyên nhân tăng huyết áp và có căn điện, tức mình gặp tăng huyết áp vô căn hoài cũng hơi hơi kỳ. Dạ thầy, là do bệnh ở thận, Rồi mình kể cụ thể bệnh nào thận là bệnh gì thầy là do hẹp động mạch thận. ạ? Rồi, hẹp động mạch thận. Gì nữa? Suy thận đúng không ạ? Ủa alo, lại mất mạng rồi. Alo. Dạ em nghe thầy ơi. Nói kể ngữ nguyên nhân điện tăng huyết áp khó khăn. Dạ thầy, hẹp động mạch thận, suy thận. Cái gì đấy ạ? Dạ thầy, là do Nhà nói gì cường giáp. à, phải qua nội tiết được không ạ? Rồi, thận này là viêm cầu thận cấp đấy. Do sỏi thận, Rồi, rồi. Cái lung viêm tung thận, bể thận. cường cường giáp Viêm thận rồi, kẽ. rồi viêm thận kẽ cũng ít Viêm gặp, cầu thận tăng huyết cấp. áp lắm Viêm rồi. cầu thận mãn. Rồi Thì của nội tiết thì có là hội chứng của Cushing, cường aldosterone. đang nghe Hello. Thầy, về bệnh của tim mạch thì có hẹp hở của quanh động mạch chủ. Rồi do bệnh nhân sử có thể do dùng thuốc. thuốc nào đó, nhiều bệnh nhân nữ này là mình hay gặp thuốc nào chị anh biết không? Và bệnh nhân nữ thì có thể sử dụng thuốc tránh thai. Rồi ạ. Thầy em hết biết rồi thầy ơi. Cũng hỏi cái tránh thai của nó rồi đó. À, con bé này nó cũng không có thì cuối cùng cũng hay xài lắm ạ, nên phép này trầm cảm này, nên cái thuốc nó cũng dễ gây tăng huyết áp này, người trẻ nó hay gặp. Một số thuốc như thuốc điều trị ung thư cũng phải có, cũng ít xài, nó cũng ít gặp đó ở người trẻ, ít gặp. Quan trọng cái thuốc này đấy. Rồi, mình hết biết rồi không ạ? Rồi, à, nhờ anh chị khác kể thêm đi. À, bây giờ đến ai bây giờ nhỉ? À, bây giờ đến bí thư, xin mời lớp bí thư lớp IC. Anh kể được vài nguyên nhân khác không ạ? Anh kể được một nguyên nhân nào khác nữa không? Gây tăng huyết áp thứ phát. Dạ, để em trả lời dùm bí thư cho thầy ơi. Hả? Em trả lời dùm bàn bí thư À, rồi trả lời đi ạ. Rồi xin mời anh chị nào trả lời được thì xin mời cứ trả lời. dạ, các bệnh liên quan tới nội tiết như là u tỳ thượng thận thầy. Rồi. Cường tiên yên này, và cho nói cường giáp rồi, cường tiên yên. Rồi. Rồi các bệnh về tim mạch thì có thêm bệnh hẹp sơ vữa động mạch chủ, cái bụng của thầy. Rồi một số bệnh như là tăng huyết áp thai kỳ thầy. Rồi. Rồi em hết biết rồi thầy không? Là những cái vấn đề này mình cũng 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 có, mình cũng có tìm hiểu.
hiểu ha, mình cũng có tìm hiểu. Thường thường người ta huyết áp thường thường lúc mang thai huyết áp của phụ nữ sẽ giảm thôi, không phải là cứ có thai đâu mà bệnh nhân có thai mà phải có tăng huyết áp nữa cơ, thường là gọi là tăng huyết thai kỳ, chứ không phải khi anh chị cứ có thai là cái tăng huyết áp nó không đúng rồi. Người nào phụ nữ có thai huyết áp sẽ giảm rồi, tăng huyết áp thai kỳ. À, thường thường mình kể từ tương lai là cũng khá ổn rồi, mình cũng đầu tìm tầm soát cho bệnh nhân. Nhưng mà bệnh nhân này thì mình cũng có một cái dấu hiệu gợi ý ngay từ đầu luôn rồi, bệnh nhân này rất là may mắn. Nhân này tôi cùng với bác sĩ chân cũng nghe được một cái âm thổi ở động mạch thận, được thôi, nghe được một cái âm thổi động mạch thận. Ở chỗ này thì nó cũng hơi nhẹ, không nhiều lắm, cũng nhẹ rồi rồi. Và bây giờ mình sẽ làm gì liền đấy ạ? Mình sẽ nghĩ ngay là mình sẽ làm một cái xương xương bụng liền cho bệnh nhân, đập thử xem coi xương bụng có gì ạ. Mình thấy là mình ảnh hẹp động mạch thận hai bên đúng không ạ? Cũng thấy là nhiều cấu trúc chẳng mà giảm âm ở nhu mô lách, mình cũng thấy được không? Vậy là mình cũng có thể giải thích được vị trí này có hẹp động mạch thận hai bên. Nhưng mà mình thấy nó cũng hơi nghi ngờ chút, là hẹp động mạch thận gì mà huyết áp nó tăng vậy mà sao cái hẹp nó hơi ít, mình thấy nó cũng chưa phù hợp với lâm sàng lắm, mình không phù hợp lắm. Thế là mình quyết định mình làm IBI. Cái này ai biết IBI, anh chị nào biết IBI là cái gì không? Xin hỏi các anh chị nào biết IBI là cái gì không? Mình chỉ là biết AB à. AB là mình sẽ so sánh huyết áp ở chân nữa. So huyết áp ở chân thì bệnh nhân. Anh chị nào mà làm được thì mình sẽ cố gắng. Mình cũng ở phòng khám học gia đình thì có cái máy dụng cụ siêu âm mạch máu đó, nó chuyên luôn để đo huyết áp chân. Không thì các anh chị ráng bắt mạch nó cũng hơi khó. Thế là bệnh nhân của bệnh này là 90 trên 60 ạ. Rồi. Thì mình thấy được là bệnh nhân này thì mình thấy được là ở tay thì huyết áp của bệnh nhân là 180, nhưng mà ở chân thì huyết áp lại là 90 trên 60 thôi. Vậy đây là bước chân là huyết áp tay chân rất là nhiều. Rồi huyết áp trên ở tay với chân thì chênh lệch nhau tối đa bao nhiêu ạ? Thường tay chân huyết áp sẽ chênh lệch nhau bao nhiêu ạ? Alo, có ai biết không ạ? Dạ phải 10 mm từ ngàn ông ta. Đúng rồi ạ, khoảng 10 thôi. Tình huống nào mà chẩn đoán khi huyết áp tay chân nó lệch nhau nhiều vậy không? Tức là hẹp động mạch chủ ạ. Đó. Em sẽ lại là hẹp động mạch chủ. Bây giờ mình cứ tưởng tượng thế này đi ạ. Ở đây thì mình thấy được đây là cái động mạch chủ đúng ạ. Mình thấy cái động mạch chủ ở đây thì đây là một cái thân động mạch cánh tay đầu ở bên phải này. Đây là một cái động mạch cảnh chung ở bên trái này, đây là cái động mạch cái đòn trái này, là từ nó sẽ đổi tên thành động mạch lách, là động mạch cánh tay để mà đo huyết áp. Giờ hẹp nó hẹp chỗ nào? Thường nó sẽ hẹp ở chỗ này. Thì khi mà hẹp chỗ này thì điều gì xảy ra? Hẹp cái này thì máu nó có đi xuống được không ạ? Mình hỏi đại, mình hỏi đại là bị đê, mình hỏi đại Nguyễn Hoàng Huấn đúng không ạ? Anh Nguyễn Hoàng Huấn. Anh Huấn rồi. Alo. À, mình trả lời trực tiếp luôn ạ. Em không bảo biết được thì mời người khác nữa. Anh Phan Phương nữa, anh Phan Phương luôn.
Dạ, em nghe thầy ơi. Theo tôi, tại hai anh em hẹp chỗ này này, cái máu nó đi xuống được không? Dạ, lại xuống được. Được nhưng mà nó rất là ít, là huyết áp Dạ. bệnh nhân sẽ tụt tụt trong khi nó máu không đi xuống được đây thì nó sẽ dồn qua bên đây ạ. Nó sẽ dồn lên động mạch, nó sẽ dồn lên động mạch dưới đòn này, rồi qua động mạch cánh tay, nó sẽ làm cho huyết áp ở tay tăng lên rất là nhiều. Nên huyết áp ở tay chân mà lệch nhau, mình nghĩ tới hẹp động mạch chủ, hẹp ngay chỗ này chứ mình hay gặp. Mà hẹp như vậy thì mình sẽ phải làm gì biết được, mình sẽ phải cho bệnh nhân đi chụp chụp CTA ạ. Chụp CTA động mạch. Đây là kết quả CTA động mạch đấy ạ. Vâng, anh có thấy được cái chỗ hẹp của bệnh nhân không? Dạ thấy thầy ơi. Alo. Đây hẹp rất rõ ràng ha. Rồi. Hẹp rõ ràng vùng sau tim. Rồi, đây, nguyên nhân chủ yếu là hẹp động mạch, hẹp động mạch chủ. Anh thấy bệnh nhân này có mấy quả thận ạ? Alo. Dạ một. Một quả thận, một quả thận. Không thấy bên kia. Không thấy bên kia một Phật anh ơi, cái này người ta chụp, cái này là chụp tư thế, này là chụp tư thế chụp nghiêng qua, người ta chụp từ bên hông qua đó anh ơi, chụp từ bên hông qua, người ta mới thấy được cái ngạn cái động mạch chủ nó đi từ trước ra sau đi nè, chứ chụp như vậy thì chắc là tim nó bị đào một phủ tạng quá, tim nó lệch phải chứ mà lệch trái nữa, mình làm vậy mất quả thận. Trời ơi, con bé nó bị hẹp động mạch chủ nó đã bất hạnh lắm rồi, anh còn thông báo cho nó bị đào một phủ tạng rồi mất một quả thận thì chắc nó mất ngủ cả năm trời, mất hơi đùa thế đấy. Bệnh nhân này để anh chị không quen chụp đọc CT nên ra là mình sẽ không nhìn ra được đâu. Bệnh nhân này vẫn còn hai quả thận nha, hồi nãy siêu âm cũng đã khẳng định là có hai quả thận mà, là bệnh nhân này không có hẹp động mạch, không có hẹp động mạch thận đúng không anh chị ha, đôi khi là do cái dòng máu nó thấp quá nên ra là siêu âm nó không thấy, nó thấy nó lưu lượng thấp, nó nghĩ hẹp động mạch thận thôi. Nhưng ra là cũng chưa chắc, cái này như này hẹp động mạch chủ nó được chẩn đoán chắc chắn bằng CTA rồi, và bệnh nhân này sẽ được chuyển đến Sài Gòn và được can thiệp, bây giờ rất là ổn, bé này rất là khỏe. Đây là một cái tình huống tăng huyết áp mà tăng huyết áp có nguyên nhân là người trẻ đấy, mình chia sẻ cho các anh chị. Rồi còn nhiều nguyên nhân nữa lắm mà tôi sẽ còn cho một số cái tình huống trong trong một số cái tình huống mà tình huống về tiêu hóa thì tôi sẽ phụ trách tiêu hóa trong bộ môn. Nên ra là hôm nay thì tôi sẽ không giới thiệu hết về cho các anh chị nên tạm thời mình tạm dừng đây ha. Về hướng tiêu hóa tôi sẽ gửi cụ thể cho các chị sau để các anh chị nghiên cứu với nhau. Rồi lớp bây giờ tới đây là hết rồi đó, các anh chị có muốn câu hỏi nào không, đặt câu hỏi nào cho tôi không? Rồi, nếu không có câu hỏi nào hết thì thôi nhé, chúc anh chị cuối tuần vui vẻ nghỉ. Cảm ơn thầy. Rồi.